Tối ngày 28 tháng 3, trên mạng xã hội lan truyền một clip quay lại cảnh một nữ sinh bị bạo hành tại ký túc xá. Đây là sự việc xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp, huyện Đắk Lây. Theo tìm hiểu, nạn nhân bị bạo hành đang học lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp, huyện Đắk Lây bị các bạn đánh hội đồng vào lúc 17 giờ ngày 27 tháng 3 với lý do nạn nhân có thái độ không đúng. Lúc đó cháu rất là sợ, kiểu mấy bạn lại dùng vũ lực với cháu. Lúc đó thì bạn dùng vũ lực trước, xong tát cháu tầm khoảng mấy phút đó, lấy mũ bảo hiểm đập vào đầu cháu. Lên xong thì các bạn bắt cháu quỳ, thì cháu cũng làm theo. Xin lỗi thì các bạn cũng không chấp nhận. Lúc đó cháu đau lắm. Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, mẹ bị tâm thần, cha bỏ đi. Cuộc sống dựa vào gia đình ông bà ngoại và những người thân. Mà đến chiều tối thứ năm, chiều hôm qua là ngày 28, đúng 9 giờ thì tôi thấy người ta tung trên mạng có hình ảnh của con gái này, cho nên tôi mới chạy lên đón nó về. Phát hiện sự việc, chính quyền địa phương vào cuộc, quan tâm hỗ trợ giúp nạn nhân sớm hồi phục sức khỏe. Hiện công an xã Đắk Pét, huyện Đắk Lây lập hồ sơ giải quyết vụ việc. Sau vụ việc này, cháu cảm thấy có lỗi và rất ân hận. Mong bạn và gia đình tha lỗi cho cháu. Cháu hứa từ nay về sau sẽ không có vụ việc như này nữa. Để ngăn chặn bạo lực học đường, không chỉ nhà trường mà gia đình đóng một vai trò rất quan trọng. Chỉ dạy cho các em điều hay lẽ phải, định hướng hành vi tốt, giúp thanh thiếu niên hình thành kỹ năng ứng xử có văn hóa với người xung quanh, không vi phạm pháp luật.